thì nói chuyện kiểu gì kỳ cục chứ thầy. Đồ ăn của tôi bán là chất lượng, an toàn, đảm bảo. Giờ thì nói bẩn là bẩn kiểu gì? Đây nè, hồi sáng tôi niềng răng nè, cho nên tôi không cắn được. Tôi mới mở cái dao chị tôi cắt ra. Thì cắt ra coi nè, ở trong đó, đem lùi hết trơn nè. Ủa, cái gì vậy? Gọi chuyện này làm sao? Ê, tính ra là tôi định ăn luôn á. À, trời ơi, nhớ rồi. Thì sáng lấy dao cắt nó ra đúng không? Cây dao này hồi sáng tôi đem đi, tôi cắt mấy cái miếng thịt mà tôi nướng, tôi chiên, tôi nấu rồi. Cái nó bị khét, nó dính đen, chắc là nó dính vào cái đó lần đó đó. Đây, tôi chùi cho coi. Tôi nhớ là sáng là cái dao nó sạch mà, đâu dính gì đâu. Trời ơi, sạch bon gì thầy. Sáng tôi cắt tôi nhớ chứ sao không. Nè, lau rồi sạch, coi có gì đâu. Nè, trơn thôi, dính lên cái dao đó chứ đâu. Trời ơi, cái chuyện gì đâu mà thầy làm rần, xóm xác gì đâu luôn á. Thì thôi, đó là cái dao nó dơ. Nhưng mà chị nữa, mới mốt buôn bán thì coi kiểm tra rửa cho nó kỹ càng. Cho tôi xin lỗi. Thôi có gì đâu, xin lỗi, hiểu lầm thôi. Với lại cái tính tôi cũng nóng nên là tôi hơi lớn tiếng một xíu. Có gì cái mấy thầy lần sau ghé ủng hộ tôi nữa ha, rồi cái tôi bù cho phần khác. Trời ơi. Rồi ok, bữa nào rảnh tôi ghé. Còn thầy nữa. Nhiều cũng sớm xác. Đi về dạy nè. Nè, có gì lần sau thì ghé thì ủng hộ tôi nữa nha. Nhưng này hiểu lầm thôi chứ gì hết, hiểu lầm thôi. Dạ. Rồi. Cảm ơn thầy nghe. Trời, sao mà thúi quá. Thầy qua nhà tôi chơi hay có chuyện gì không thầy? Em xin được thông tin của nhà chị ở trên trường á, thì cho nên là bữa nay em tới để em xin lỗi chị. Với em gửi một ít bánh trái cho bé nè. Có gì đâu. Tôi cảm ơn thầy nha. Yeah. Ủa mà chị, nói mới để ý mới thấy chị bán canteen trường mà nhà chị bự quá. Thì cũng có gì đâu thầy, cũng bình thường thôi ạ. Tôi cũng để dành tích góp tặng tiện cũng cả đời người mới được căn này. Ừ. Mà chị nghe mùi hơi hôi không chứ em nghe mùi gì nó hôi quá ta. Cái mùi này là kiểu như là chị đi mua thịt, mua cá gì về xong rồi chị không để vô tủ lạnh á. Xong rồi nó nhiều ngày nó hư, nó thúi quá. Hôi quá. Còn không là kiểu mà nhà chị mà đi toilet xong rồi bị nghẹt cống á. Đúng rồi thầy. Trời ơi, cái cống nhà tôi nó bị hư. Rồi cái nó toilet nó không có thông được á, cái nó hôi xíu. Thầy thông cảm nha. Trời kỳ với thầy quá. Có cần sửa gì không hay phụ gì không, đem vô em coi. Không thầy. Thầy ngồi chơi đi. Tại tôi kêu người tới sửa rồi. Chắc chút người ta tới liền giờ á. Dạ. Tôi cảm ơn thầy bọc cái cây bánh trái này nha. Phiền thầy quá. Ông ấy thầy tranh thủ coi về sớm chiều dạy nữa. Ha. Dạ. Nhưng chắc cũng tới giờ em dạy à? Dạ. Thôi em về nha chị. Dạ. Dạ thầy về. Dạ em chào chị. Dạ tôi cảm ơn thầy nha thầy. Thầy về cẩn thận nha thầy ơi.
Sôi hết ta. Ủa cái hộp đựng canh của mình đâu ta? Pha sữa uống thôi. Sao nóng quá vậy? Đúng là canh mình nấu thơm ngon tới giọt cuối cùng luôn. Thôi, người ta vừa buôn bán rồi có đồng ra đồng vô, mà lấy gì còn tự nấu đồ ăn đem theo, nói sao không dạo. Vậy thôi, sắp tới em với thầy nấu đồ ăn đem theo đi. Ăn vô mà có bị ngộ độc thì đừng có đổ thừa. Thầy nó quá. Quá gì? Thiệt toàn diện mà. Ủa? Cô Trâm sao vậy? Cô ơi, Trâm. Cô nói sao vậy? Chị Trâm. Chị Trâm có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm rồi. Thầy, gom hết mấy cái đồ ăn trên bàn, cầm theo em, đưa chị ấy lên bệnh viện. Rồi sao rồi, cô đỡ chưa? Mà cũng may là có thầy Tilo nè đưa cô vô bệnh viện xúc ruột kịp đó. Xúc ruột luôn hả thầy? Chị bị ngộ độc thực phẩm, cấp độ nặng luôn á. Với lại bên an toàn thực phẩm người ta tra ra là trong canh chị ăn á, nó có chất tẩy rửa. Cho nên là khi chị ăn vô, nó mới bị kịch độc như vậy. Mà sẵn á, là người ta kiểm định người ta mới phát hiện ra là trong xúc xích của cô á là có là mề gà bẩn rồi thịt dụng gà bẩn này nọ các kiểu. Cô làm cái gì mà ác dữ vậy? Đó, rồi bây giờ cô thấy hậu quả chưa? Chắc là cái chất làm đồ bẩn của chị á trong lúc chị làm xúc xích nó rơi vào canh của chị. Chị ăn vô mới bị như vậy đó. Thiệt sự là bây giờ tôi hối hận lắm rồi hai thầy ơi. Tôi hứa là tôi không dám làm nữa đâu, tôi sợ dữ lắm rồi. Hứa là phải làm. Mà tôi đợi cô khỏe rồi tôi xử sao. Cái chuyện này nó liên quan đến tính mạng của con người đó chứ không phải giỡn chơi đâu. Ủa? Mà sao thầy biết từ cái chuyện mà cô ấy làm xúc xích bẩn rồi tới cái chuyện cô ấy bị ngộ độc thực phẩm vậy? Em là thầy giáo mà, cái gì mà em không biết. Con ra coi ai mở cửa giúp mẹ với. Tôi đến để lấy lời khai của chị, mong chị hợp tác. Dạ. Thôi mình về luôn thầy. Tôi về.